Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng trực tiếp vào 19 giờ hàng ngày trên kênh VTC14. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số clip tiêu biểu đã phát sóng trong tuần. Trước hết là một số thông tin nổi bật về giao thông. Khán giả Đỗ Thành Đông có số điện thoại 0167, 3 số cuối 854 gửi đến chương trình một số hình ảnh về cây cầu chỉ rộng hơn 1 mét bắc qua sông Đáy trên địa phận quận Hà Đông, Hà Nội đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Tuy vậy, hàng ngày cây cầu vẫn phải cõng trên mình hàng trăm lượt phương tiện qua lại, trong đó có không ít học sinh các cấp. Khán giả Dương Văn Lợi, trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, phản ánh cùng chương trình về tình trạng xuống cấp của tỉnh lộ 310B gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Anh Lợi cho biết, chỉ cần một trận mưa nhỏ là đoạn đường từ khu công nghiệp Bá Thiện đến khu công nghiệp Bình Xuyên trên tỉnh lộ này lại lâm vào cảnh ngập nước, còn mặt đường thì đã bị biến dạng hoàn toàn. Cũng liên quan đến vấn đề giao thông, khán giả Lưu Quốc Chí, trú tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, đã gửi đến chương trình một đoạn clip khá dài, ghi lại cảnh hàng loạt học sinh các trường đóng trên địa bàn thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, vô tư vượt đèn đỏ. Được biết, đây là hệ thống đèn tín hiệu giao thông đầu tiên được lắp đặt trên địa bàn thị trấn. Mới đây, khán giả Lưu Quốc Chí đã liên lạc lại với chương trình và cho biết, sau khi Góc nhìn khán giả phát sóng phản ánh này, thị trấn Tăng Bạt Hổ đã thành lập đội thanh niên tình nguyện xuống đường hướng dẫn điều tiết các phương tiện tham gia giao thông. Hiện nay, giao thông tại ngã năm thị trấn Tăng Bạt Hổ đã ổn định, người dân đã lưu thông theo đúng tín hiệu của đèn. Khán giả Nguyễn Tuấn Long từ số điện thoại 0943, 3 số cuối 355 gửi đến chương trình một số hình ảnh về vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Cầu Đen thuộc thị trấn Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Nguyên nhân là do các xe trong vụ tai nạn đã không làm chủ được tốc độ. Một khán giả giấu tên từ số điện thoại 0902, 3 số cuối 115 đã gửi đến chương trình những hình ảnh về con đường dẫn vào trường mầm non xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, ngập chìm trong rác thải và bùn đất. Tác động một phần không nhỏ vào sự nhếch nhác của con đường này, đó là các giáo viên đang công tác tại trường, bởi hàng ngày họ vẫn mang rác thải của trường ra tập kết tại đây. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những clip này. Theo ý kiến của khán giả Dương Văn Lợi thì chỉ cần một trận mưa nhỏ là đoạn đường từ khu công nghiệp Bá Thiện đến khu công nghiệp Bình Xuyên trên tỉnh lộ 310B tỉnh Vĩnh Phúc lại lâm vào cảnh ngập nước. Có đi dọc theo tuyến đường này mới thấy nỗi khổ của người dân nơi đây bởi con đường đã bị biến dạng hoàn toàn, mặt đường bị cày xới dập nát lởm chởm đất đá. Trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì lầy lội trơn trượt, khiến cho người phương tiện đi lại hết sức khó khăn. Việc này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh, mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đoạn clip này được khán giả Lưu Quốc Chí ghi lại vào sáng ngày 28 tháng 11 tại ngã tư thị trấn Tăng Bạt Hổ. Clip được quay vào sáng sớm nên số lượng học sinh tham gia giao thông khá đông. Do hệ thống đèn vừa được lắp nên vạch dừng giao thông vẫn chưa được cải vẽ. Khi gặp đèn đỏ, các học sinh này vẫn tiếp tục lưu thông, không dừng lại theo tín hiệu đèn. Chỉ một số ít người lớn là tuân thủ theo tín hiệu của đèn giao thông. Đây là cầu Đồng Hoàng bắc qua sông Đáy phục vụ việc đi lại của người dân phường Đồng Mai. Cầu được làm bằng sắt, mặt cầu được đổ bê tông mỏng, tuy nhiên những trụ sắt chính đã hoen rỉ, mục nát từ lâu. Người ta cần đến rất nhiều trụ sắt khác để chằng chéo, trông đỡ cho cây cầu. Mùa nước về, nước dâng cao gần ngập mặt cầu. Khi nước rút còn thấy rõ rác mắc lại trên chân cầu.
tai nạn xảy ra tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Do không làm chủ tốc độ, khi đi đến khu vực cầu đen, hai xe tải mang biển kiểm soát 22C00417 và xe 20L7854 đã đâm trực diện nhau. Vụ va chạm đã khiến phần đầu của hai chiếc xe hư hỏng hết và dính chặt vào nhau. Tài xế của chiếc xe 20L7854 bị thương nặng, đứt lìa cánh tay. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng của huyện Đại Từ đã có mặt để giải quyết sự việc và phân làn, tránh ùn tắc giao thông. Đây là con đường dẫn vào trường mầm non xã Lam Điền. Rác thải được chất đống hai bên đường. Đang quay một con nhà mày đấy. Lòng đường thì nhếch nhác, lấm lem bùn đất. Rất nhiều phụ huynh đến đón con phải trang bị ủng. Quãng đường chỉ dài 100m nhưng đi lại hết sức khó khăn. Chương trình xin được chuyển sang các vấn đề về môi trường. Trong tuần, ban biên tập đã nhận được clip phản ánh về tình trạng ô nhiễm trên dòng kênh T2 đoạn chảy qua địa phận xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội do khán giả Nguyễn Đăng Minh trú tại huyện Hoài Đức gửi về. Anh Minh cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự ô nhiễm này đó là do các làng sản xuất bột sắn, bột rong giềng đóng trên địa bàn huyện Hoài Đức xả thải trực tiếp ra mương. Khán giả Thế Hiệp từ địa chỉ email thehiep1234a@gmail.com gửi đến chương trình một đoạn clip ghi lại hình ảnh ô nhiễm môi trường tại hồ điều hòa ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo anh Hiệp, thì hồ điều hòa này được xây dựng với mục đích chống úng lụt cho các phường trung tâm của thành phố Hạ Long vào mùa mưa và làm đẹp cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, từ khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, người dân chưa thấy công trình này phát huy hiệu quả. Còn khán giả Lê Văn Phong, hiện đang sinh sống tại khu phố 4, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đã gửi đến chương trình một chùm ảnh phản ánh tình trạng ô nhiễm tại hai khu chung cư thuộc khu phố 4, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là do những khu chung cư này không có hệ thống thoát nước hợp lý, người dân đã phải xả thải thẳng ra đường. Đây là những tấm ảnh được chụp tại mương T2. Cùng chung số phận với con mương Đan Hoài, mương T2 đang bị bã sắn, bã rong giềng bức tử. Bề mặt con kênh phủ đầy một lớp bùn đặc, gạch đá ném xuống cũng không thể chìm. Dòng chảy ách tắc, vì vậy mọi loại rác đổ xuống đây đều được lưu giữ lại. Đây là hồ điều hòa phường Ít Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo những hộ dân sống tại tổ 2, khu 2, phường Ít Kiêu, thì tác dụng của công trình chưa thấy đâu, mà nhiều tháng qua người dân luôn phải sống trong cảnh ô nhiễm. Chỉ sau 10 tháng đi vào hoạt động, lòng hồ trở thành nơi chứa rác. Rác thải đủ loại, từ bao bì thức ăn thừa tới xác động vật, phế thải xây dựng. Nước thải, rác thải được đổ ra đây khiến hồ bị ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi thối đến nhức mũi, nhất là trong những ngày trời nắng nóng. Còn nước hồ ngày càng đen kịt, bốc mùi hôi thối. Cá chết trôi nổi đầy trên hồ. Ngoài tình trạng ô nhiễm, hồ điều hòa đang đối mặt với tình trạng xuống cấp, vỉa hè, tiểu sảnh, bờ kè xung quanh hồ nứt vỡ nhiều chỗ. Mặc dù mỗi ngày tại đây đều có nhân viên vệ sinh môi trường thu dọn rác thải, song không xuể so với lượng rác được vứt ra đây mỗi ngày.
hình ảnh này ghi lại tại hành lang phía sau hai dãy chung cư khu phố 4, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Do không có hệ thống thoát nước nên nước thải từ các hộ thải thẳng ra môi trường như thế này. Rác thải từ chợ cóc cũng vì thế mà có chỗ để. Bề mặt đường hành lang rêu đã mọc xanh. Hầu hết các gia đình đều đóng kín cửa sau. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số vấn đề khác được khán giả cả nước phản ánh trong tuần. Khán giả Hoàng Ninh từ số điện thoại 0915 3 số cuối 153 cho biết, rất nhiều hộ trồng hồ tiêu ở huyện Cư Rút, Đắk Nông đang phải đối mặt với cảnh hồ tiêu bị chết hàng loạt mà không rõ nguyên nhân. Vì vậy, không ít người trồng tiêu trên địa bàn Cư Rút tỏ rõ tâm lý hoang mang. Khán giả Đỗ Thành Luân, trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định gửi đến chương trình một số hình ảnh về khu đô thị Thống Nhất ở thành phố Nam Định bị bỏ hoang trở thành nơi chăn thả gia súc của người nông dân. Một khán giả giấu tên ở thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam gửi đến chương trình những hình ảnh khá ấn tượng, phản ánh về chất lượng thi công công trình bờ kè sông Đáy. Theo khán giả này thì hơn 500 mét bờ kè, bề ngoài rất kiên cố, nhưng chỉ cần lấy sắt đào là có thể moi rỗng ruột vì bên trong chỉ có đá và cát. Một khán giả giấu tên khác trú tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh lại phản ánh về tình trạng cắt điện mà không hề được thông báo trước, thường xuyên xảy ra tại địa phương, khiến cho cuộc sống người dân bị đảo lộn. Theo khán giả này thì đã nhiều lần người dân địa phương phản ánh lên đơn vị phụ trách điện khu vực, tuy nhiên đều không hiệu quả. Chương trình Góc nhìn khán giả đã có công văn gửi tới Điện lực Bãi Cháy cũng như Công ty Điện lực Quảng Ninh để tìm hiểu sự việc, đề nghị các cơ quan này sớm có công văn trả lời. Còn khán giả Lưu Quốc Chí từ số điện thoại 0979 3 số cuối 665 đã gửi đến chương trình những hình ảnh sôi động trong buổi meeting xuống đường tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS nhân kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống căn bệnh thế kỷ của thanh niên Bình Định. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là hình ảnh góc vườn tiêu của nhà ông Hoàng Văn Khía thuộc thôn 6 xã Đắk Rông, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Cùng chung số phận bị chết không rõ nguyên nhân với khá nhiều hộ trong khu vực. 4 năm trước, hàng trăm trụ tiêu này đã cho thu hoạch rất năng suất, nhưng 3 năm trở lại đây, tiêu cứ chết dần, chết mòn. Mặc dù gia đình ông Khía vẫn trồng rạng dây tiêu vào những trụ đã chết hàng năm, nhưng số dây tiêu mới trồng vẫn không sống được, nên nay chỉ còn trơ những trụ gỗ. Thế nhưng cách đó chưa đầy 50 mét, vườn tiêu của gia đình ông Thắng và nhiều hộ khác được trồng bằng cây sống vẫn mờn mờn, trái vẫn sai và cho thu hoạch đều đặn hàng vụ chứ không hề giảm sản lượng hoặc không có triệu chứng bệnh. Việc này đã khiến hàng trăm hộ dân ở huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông luôn trong tình trạng thấp thỏm lo âu khi hàng nghìn trụ tiêu mắc bệnh rồi chết không rõ nguyên nhân. Đã 10 năm kể từ khi tập đoàn Nam Cường khởi công xây dựng khu đô thị mới Thống Nhất tại thành phố Nam Định, nhưng đến nay các hạng mục vẫn còn dở dang. Những chiếc cống không nắp đậy xuất hiện khắp nơi trong khu đô thị này, trở thành những cái bẫy nguy hiểm đối với người đi đường. Ống cống bê tông được vứt la liệt. Cỏ dại mọc tùm. Nhiều nơi trong khu đô thị trở thành những cái ao lớn. Thậm chí, đây đang trở thành nơi kiếm ăn, tắm mát lý tưởng cho đàn trâu sống quanh khu vực này. Hiện tại, cả khu đô thị chỉ có vài căn nhà được đi vào hoạt động. Bờ kè sông Đáy, đoạn qua xóm 15, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Gì với?
Kìa, mấy cái lỗ kìa. Những vết nứt, bục cát và sỏi xuất hiện trải dài khoảng 500 mét dọc theo bờ kè được đổ bê tông. Tại một vết nứt lộ rõ cát và đá, chỉ cần một thanh sắt nhỏ cũng đủ để cào ra lớp cát và đá trong khuôn bê tông của bờ kè. Còn tại chỗ nứt này, sau khi bới một hồi, có thể dễ dàng nhìn thông sang bên kia, trong lòng bê tông không có sắt. Ôi, thun cả thang kiểu kìa. Đây là những hình ảnh thường thấy vào mỗi tối tại tổ dân số 68, khu 7, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long. Từ 17 đến 19 giờ hàng ngày, cả khu phố lại chìm ngập trong bóng tối, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Đến thời điểm này, mất điện đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người tại đây. Mặc dù sự việc diễn ra liên tục hơn một tháng, nhiều lần người dân đã gửi đơn thư phản ánh lên điện lực Bãi Cháy, nhưng đều không nhận được hồi âm. Việc này khiến người dân vô cùng bức xúc. Đây là những hình ảnh được ghi lại trên nhiều trục đường của thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định vào sáng ngày 1 tháng 12. Rất nhiều thanh niên trong thị trấn đã cùng nhau xuống đường, mang theo cờ, khẩu hiệu và loa phát thanh để tuyên truyền tác hại cũng như cách phòng chống căn bệnh thế kỷ. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ mà khán giả cả nước đã gửi về cho chúng tôi qua đường dây nóng 0904881414 và địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.vn. Hơn 100 hộ dân ngụ tại ấp Hòa Lợi, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã gửi thư về chương trình phản ánh cơ sở chăn nuôi heo của ông Lê Văn Xuyên đóng tại địa phương gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh. Những hộ dân này cho biết trang trại của ông Xuyên xả nước thải thẳng ra sông. Ngoài ra, nước thải từ hầm biogas và ao xử lý sinh học của trang trại cũng rò rỉ qua mương, vườn các hộ dân kế cận. Vì vậy, hơn 2 tháng nay, bà con sống gần khu vực trang trại chăn nuôi heo này, đặc biệt là người già và trẻ em, thường xuyên mắc bệnh về đường hô hấp do hít thở không khí ô nhiễm. Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kế Sách sớm kiểm tra làm rõ và xử phạt nếu có. Khán giả Đinh Mạnh Lương, hiện đang là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trạm tra cứu thông tin xe buýt trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, điểm đối diện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mới lắp xong nhưng không sử dụng được vì đã bị ai đó phun sơn đỏ lên màn hình điện tử. Việc này gây khó khăn cho người cần tra cứu thông tin các tuyến đường xe buýt, nhất là các bạn sinh viên. Khán giả Trần Tuấn Hùng từ số điện thoại 0975 3 số cuối 897 phản ánh: cầu tre bắc qua lạch Tân Đề thuộc thôn Huỳnh Giảng Nam, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định từ lâu đã hư hỏng nặng. Những thanh tre dùng để lát mặt cầu qua thời gian sử dụng đã mục ruỗng, gãy từng đoạn, tạo nên những cái bẫy rất nguy hiểm. Mới đây, hai thanh đà trên cầu bất ngờ gãy đôi khiến 4 người và 2 xe máy đang đi trên cầu rơi xuống lạch. May nhiều người dân sống hai bên cầu ứng cứu kịp thời nên không có thiệt hại về người, xe máy chỉ hư hỏng nhẹ. Anh Hùng còn cho biết thêm, cây cầu này nằm trên con đường độc đạo nối thôn Huỳnh Giảng Nam với bên ngoài thành phố Quy Nhơn, nên hàng ngày có hàng ngàn lượt người và xe qua cầu, trong đó có gần 100 học sinh cấp 1, cấp 2. Không chỉ riêng anh Hùng mà gần 2.000 người dân thôn Huỳnh Giảng Nam mong rằng chính quyền địa phương sớm xây dựng cây cầu kiên cố để người dân có thể yên tâm khi lưu thông. Thưa quý vị, còn bây giờ để giúp quý vị và các bạn tiện theo dõi các chương trình được phát sóng trên kênh VTC14, Góc nhìn khán giả xin được dành một phần thời lượng để điểm qua một số chương trình đã và sẽ được phát sóng trong thời gian sắp tới. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số chương trình đã được phát sóng trong tuần qua. Đăng, 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 đăng.
hàng giờ, ở đâu đấy trên đất nước Việt Nam vẫn còn có những người phụ nữ phải hứng chịu những hình thức tra tấn tàn nhẫn, thậm chí đã có nhiều người mất mạng dưới bàn tay của chính người chồng. Đáng buồn nhất trong các vụ bạo lực gia đình xảy ra ở Việt Nam là sự việc chỉ được phanh phui khi báo chí lên tiếng hoặc do hàng xóm tốt bụng trình báo. Tâm lý xấu chàng hồ ai khiến cho nhiều người không đủ dũng cảm để kể về việc mình bị bạo hành. Có đến hơn 90% phụ nữ bị bạo hành đã chọn cách im lặng. Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại Việt Nam năm 2010 đã đưa ra những thông tin chi tiết về tỷ lệ bạo lực, tần suất, những yếu tố nguy cơ và hậu quả của bạo lực gia đình ở các hình thức đối với phụ nữ như bạo hình thể xác, bạo hình tinh thần và kinh tế, kết hợp các hình thức bạo hành. Chương trình Cận cảnh tuần qua với chủ đề Bạo hành gia đình, bức tranh nhiều gam màu tối đã gửi đến quý vị và các bạn cái nhìn toàn cảnh về vấn đề luôn làm nóng dư luận này. Đối với nhiều người gắn bó với những hoạt động vì bệnh nhân ung thư, hẳn không còn xa lạ với cái tên Lê Thành Thúy. Em là biểu tượng cho tinh thần vượt lên số phận để sống trọn vẹn từng ngày, dù phải mang trong mình căn bệnh nghiệt ngã. Thúy đã được công nhận là công dân trẻ của thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2006 với một hành trình dài 4 năm chống lại căn bệnh ung thư quái ác bằng một tinh thần sống mãnh liệt, lạc quan, yêu đời. Em được ví như hoa hướng dương không cần mặt trời. Ngày 2 tháng 11 năm 2007, đóa hướng dương ấy đã ra đi, nhưng tinh thần của em để lại trong cuộc đời thì vẫn còn sống mãi. Đặc biệt là những ước mơ của Thúy dành trọn cho những bệnh nhân nhi ung thư vẫn còn dang dở đã được nối tiếp bằng sự ra đời của chuỗi hoạt động trong chương trình Ước mơ của Thúy. 5 năm đi qua, ngày hội hoa hướng dương được tổ chức thường niên với những hoạt động tích cực của chương trình Ước mơ của Thúy. Tại ngày hội lần này, đã có hàng nghìn trường hợp bệnh nhân nhi ung thư nghèo đã được hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần. Rất nhiều người đã tìm đến sẻ chia và ủng hộ đối với những mảnh đời gặp nhiều bất hạnh. Phú Quốc là hòn đảo du lịch lớn nhất Việt Nam, nằm trong vịnh Thái Lan thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Từ lâu, Phú Quốc đã nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước và được mệnh danh là hòn đảo ngọc trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Đặt chân lên Phú Quốc, bất cứ ai cũng cảm nhận được sự khác biệt. Có nắng, có gió, nhưng khí hậu ở Phú Quốc khá ôn hòa, mang tính ổn định cao, hầu như quanh năm đều mát mẻ. Phú Quốc bốn bề là biển, nhưng nhờ có rừng nên đảo có sông, có suối và các tầng nước ngầm ngọt lịm. Thiên nhiên đã kiến tạo nơi đây gần như đầy đủ những cảnh hoang dã của núi rừng, trữ tình của biển, lãng mạn của sông, suối. Với nhiều tiềm năng sẵn có như vậy, Phú Quốc hôm nay đã sẵn sàng trở thành một thiên đường nghỉ dưỡng. Chương trình Thiên nhiên Việt Nam tuần qua đã đưa quý vị và các bạn đến với vùng đất nghỉ dưỡng lý tưởng này. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chương trình đáng chú ý sẽ phát trong tuần tới trên kênh VTC14. Hàng loạt con tàu trọng tải lớn, trị giá từ vài trăm tỷ, bị chủ tàu bỏ rơi, trở thành những con tàu ma khổng lồ dập dềnh trên các vùng biển từ Bắc vào Nam.
Chỉ tính riêng trên vùng biển của Việt Nam đã có hàng chục con tàu đang rơi vào tình trạng như vậy, xuống cấp nghiêm trọng, không hoạt động vì không có nhiên liệu, ảnh hưởng đến an toàn hàng hải, gây ô nhiễm môi trường và cảnh quan khu vực cảng biển. Còn hàng chục thuyền viên đang phải canh giữ những con tàu đó thì phải sống vật vờ vì không có tiền, không lương thực và điện nước. Đó là những nội dung chính mà chương trình Cận Cảnh tuần tới với tiêu đề Hiểm họa hàng hải từ những con tàu tiền tỷ sẽ gửi đến quý vị và các bạn vào 20h35 phút thứ hai ngày 3 tháng 12. Động đất sóng thần quét qua Nhật Bản vào tháng 3 năm 2011 đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người. Nhiều người may mắn sống sót lại lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Trong những ngày đen tối ấy, một người đàn ông làm nghề quay phim sống tại thành phố Kesennuma đã đi khắp các vùng gặp nạn để ghi lại những cuộc chiến giành giật sự sống của người dân rồi dựng lên thành một thước phim vô cùng quý báu. Trong chương trình phim tài liệu nước ngoài được phát sóng vào 22 giờ 5 phút ngày 5 tháng 12 với tựa đề 49 ngày giữa sự sống và cái chết, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với người đàn ông này và cùng đến với những câu chuyện ông đã sưu tầm được trong thảm họa kép tại Nhật Bản. Tình hình môi trường đang ngày càng ô nhiễm, đe dọa cuộc sống của con người cũng như những sinh vật đang tồn tại trên trái đất. Việc tuyên truyền vận động tất cả mọi người gìn giữ hành tinh này là thông điệp mà tất cả các quốc gia đều hướng tới, trong đó có Việt Nam. Thời gian qua, Tổng cục Môi trường và Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã phát động cuộc thi sáng tác ca khúc viết về môi trường nhằm tuyển chọn các ca khúc mới, giàu tính nghệ thuật, có nội dung và ý nghĩa sâu sắc, phục vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới. Đồng thời, thông qua những ca khúc về đề tài môi trường, có thể tăng cường đoàn kết, trao đổi thông tin giữa những người làm công tác bảo vệ môi trường trong cả nước, thúc đẩy sự tham gia của giới văn nghệ sĩ trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường. Vào 20 giờ 35 phút ngày 8 tháng 12, VTC14 sẽ tường thuật trực tiếp đêm nhạc biểu diễn những ca khúc đoạt giải trong cuộc thi vận động sáng tác ca khúc về môi trường lần thứ 2 năm 2012. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Góc nhìn khán giả kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hay email đến địa chỉ gocnhinkhansa@vtc.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904 88 1414. Khi gửi hình ảnh, clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.